Phút 90+5 trong màn đại chiến giữa Anh và đội tuyển Bỉ, khi Tam Sư đang bị dẫn trước và sắp sửa phải nhận một thất bại mối mặt nữa ngay trên sân nhà, thì tấm lưng thần thánh đó đã xuất hiện. Anh như từ dưới đất chui lên trong vòng cấm, dứt điểm gọn gàng, định đoạt tỷ số 2-2, khiến cả cầu trường Wembley như bùng nổ. Anh là Jude Bellingham và khoảnh khắc đứng cứu thế của tài năng 2K3 đã khép lại màn thư hùng long trời lở đất giữa các vì sao. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, trận đại chiến giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Bỉ đã kịch tính mãn nhãn đến những giây phút cuối cùng, với bàn thắng đầy cảm xúc kết lại điểm cao trào bùng nổ nhất của trận đấu. Dù chỉ giành được một kết quả hòa, nhưng cả Bỉ và đội tuyển Anh đều có thể ngẩng cao đầu mỉm cười sau trận đấu này với một màn trình diễn tuyệt vời. Một đại tiệc tấn công đỉnh cao được bày ra tại thánh đường Wembley. Dù là một trận đấu giao hữu, cả hai đội tuyển đều hiểu rằng đây sẽ là liều thuốc thử hạng nặng cho những gì họ đã, đang và sẽ muốn mang tới trình làng tại Euro 2024. Chưa dừng lại ở đó, cả đội tuyển Anh lẫn đội tuyển Bỉ đều đang có chuỗi phong độ FIFA Days không thành công. Trong khi Tam Sư để thua đội B của Brazil, thì đội tuyển Bỉ cũng bị Ireland cầm hòa không bàn thắng. Một chiến thắng sẽ giúp cho họ giảm đi rất nhiều áp lực từ phía truyền thông. Vậy nên đôi bên không việc gì phải kiêng nể mà tung ra những quân bài tốt nhất, đặc sắc nhất, dẫu cho chấn thương đã khiến không ít ngôi sao không thể góp mặt. Về phía Tam Sư, huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ khiến tất cả phải bất ngờ khi với sự góp mặt của một loạt cầu thủ mới trong line-up ra sân. Jordan Pickford vẫn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ, nhưng trước mặt anh sẽ không còn là anh trưởng Harry Maguire. Thay vào đó, người đã cặp nơi trung tâm hàng phòng ngự với John Stone là Lewis Dunk. Phía bên cánh phải, Konsa sẽ thay cho Kyle Walker dính chấn thương, còn cánh trái thuộc về Ben Chilwell. Ấn giữ tại zone 14 sẽ là cặp tiền vệ trụ đang đá rất bay tại Premier League thời điểm hiện tại là Kobbie Mainoo và Declan Rice. Trên hàng công, tiền đạo số 1 Harry Kane đã chấn thương đầy đáng tiếc nên phải nhường vị trí lại cho Ivan Toney. Hỗ trợ cho bé thủ của Brentford là Jarrod Bowen, Phil Foden và Jude Bellingham. Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Bỉ cũng có những sự thiếu vắng đáng tiếc, nổi bật là đôi bạn thân Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois đều chấn thương. Tuy nhiên, những gì mà huấn luyện viên Tedesco mang đến Wembley cũng không hề tầm thường. Chúng ta có Marcel trong khung thành, cặp trung vệ với sự kết hợp giữa sức trẻ của Geno Debas và kinh nghiệm của Jan Vertonghen. Thiệt tề bảo vệ là cánh trái, còn cánh phải là Kastak. Bộ ba ở hàng tiền vệ gồm Amadou Onana, Orel Malaga và ngôi sao Youri Tielemans. Tam tấu trên hàng công bao gồm Garçon của Arsenal, Leandro Trossard, máy dễ bóng Jeremy Doku và đặc biệt có sự quay trở lại của nghệ sĩ nhân dân Romelu Lukaku. Trái với dự đoán của nhiều người hâm mộ, sẽ được chứng kiến một trận đấu chặt chẽ, cân não về mặt chiến thuật. Cuộc thư hùng giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Bỉ đã diễn ra với một sự cởi mở, tưng bừng, nhịp độ nhanh và đầy tính giải trí. Huấn luyện viên Tedesco sẽ mang đến bất ngờ cho đội bóng thích chơi build-up từ hàng phòng ngự như tuyển Anh bằng một cách tiếp cận đầy quyết liệt. Với hàng tiền vệ cơ động đầy sức mạnh, tuyển Bỉ đã chơi pressing tầm cao ngay từ đầu, khiến cả trung vệ chơi chân tốt như là John Stone cũng phải lúng túng và căng sức đến mức bị đau rồi được cho ra nghỉ sớm. Điều này khiến Tam Sư mất một điểm phân phối bóng tốt ở tuyến dưới và những sai lầm là không thể tránh khỏi. Ngay phút 11, cũng như một tình huống bị tuyển Bỉ tràn lên đến vòng cấm để gây áp lực. Jordan Pickford đã có tình huống phất bóng thiếu lực để Onana cắt được trước khi Tielemans dứt điểm gọn gàng mở tỷ số trận đấu. Bàn thua đầy lãng xẹt này đã khiến đội tuyển Anh phải tràn lên, nhưng họ nhanh chóng nhận ra đội tuyển Bỉ đã khóa chặt tuyến giữa. Đúng ngay lúc này, khoảnh khắc ngôi sao đã thay đổi tất cả. Chỉ 4 phút sau bàn thua, Kobbie Mainoo đã có một pha xoay sở rất hay ở giữa sân để phá vỡ mid block của đối thủ trước bóng được tuồng xuống cho Ivan Toney. Pha bóng bất ngờ khiến cho lão tướng Vertonghen phạm lỗi với tiền đạo của Brentford trong vòng cấm. Một quả penalty đầy tranh cãi và Ivan Toney cũng làm tốt nhiệm vụ của mình trên chấm 11m để quân bình tỷ số cho tuyển Anh. Bàn thắng này báo hiệu cho thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ trở lại. Và quả thật những phút sau đó, với việc Kobbie Mainoo và Declan Rice đã nóng máy, khả năng build play từ sân nhà của Tam Sư đã tốt hơn rất nhiều, khiến họ dễ dàng bẻ gãy lớp pressing đầu tiên của đội khách. Và khi đã dồn đến 5 người vây bắt ở phía trên, việc đội tuyển Bỉ bị đánh vỗ mặt nếu pressing thất bại là điều dễ hiểu. Những cơ hội 10-10 liên tiếp đến với tuyển Anh khiến cho các fan tuyển Bỉ phải đóng bìm mà theo dõi trận đấu. Phút 27, các cầu thủ đội chủ nhà đã có một pha phối hợp phản góc không khác gì đá tập. Theo đó, Phil Foden tạt thật mạnh về phía cột xa để Lewis Dunk tận dụng thể hình đánh đầu trả ngược rất vừa tầm để Jarrod Bowen ghi bàn. Bàn thắng này thì rất đẹp rồi, nhưng VAR xuất hiện và nói không bé ơi. Tình huống quay chậm cho thấy Jarrod Bowen đã rơi vào thế việt vị và không thể điền tên lên bảng tỷ số. Việc ăn mừng hụt bàn thắng như vậy đã khiến cho đội tuyển Anh càng hăng máu tràn lên tấn công, áp sát zone 14 và suýt nữa họ đã khiến đội tuyển Bỉ phải trả giá khi Onana mắc sai lầm. Tiếc rằng Bellingham lại hấp tấp sút bóng lên trời. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, ắt hẳn phải nhận đòn hồi mã thương. Tưởng chừng đội tuyển Bỉ đã phải nằm ngửa chịu trận, nhưng cú plot twist đã xảy đến khi họ bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ một pha chuyển đổi trạng thái từ phật sân nhà, Tielemans phất bóng chéo sân cho Lukaku. Tiền đạo người Bỉ chạy như một con trâu húc dù bị Lewis Dunk bắt bài. Nhưng bất ngờ là trung vệ của Brighton lại mắc sai lầm, dường như anh kinh sợ trước quyết tâm của nghệ sĩ nhân dân. Những gì diễn ra tiếp theo xứng đáng đi vào sách giáo khoa khi Lukaku làm thay luôn phần kiến tạo của Kevin De Bruyne với cú chi vela đầy cảm giác để Tielemans băng vào đánh đầu ghi bàn. Bàn thắng đẹp mắt đến ngỡ ngàng nhờ vào đường truyền không ai tin được của Lukaku đã giúp đội tuyển Bỉ tạm dẫn 2-1 trước khi bước vào giờ nghỉ. Bước sang game 2, dù trời vẫn chưa ngớt mưa nhưng nhiệt độ trên sân vẫn liên tục tăng cao với sự giằng co ăn miếng trả miếng từ cả hai đội. Cú vẩy má ngoài của Lukaku dường như đã truyền cảm hứng cho toàn bộ các cầu thủ trên sân. Chất thơ cũng như là sự mượt mà trong từng pha xử lý được thể hiện đặc sắc tại Wembley. Đánh gót, bỏ bóng, bước một, dây dắt xoay người, tất cả tạo nên một hiệp hai mãn nhãn cho khán giả. Thế nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng vẫn chưa đến. Trong đó pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất là cú đánh đầu trong tư thế chống trải của Jude Bellingham. Cùng với đó, cuộc chiến bên phía hành lang cánh phải của tuyển Anh cũng rất sôi nổi khi Bỉ liên tục dồn bóng cho Doku khoét vào vị trí của Gomez. Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng hai đội đã quyết định chơi xanh chín với nhau. Tranh cãi nổ ra khi Foden bị đốn ngã trong vòng cấm ở phút 65, nhưng không có tiếng còi nào được vang lên. Tuyển Anh đã không dừng lại mà tiếp tục lật cánh để Kobbie Mainoo có cơ hội dứt điểm. Tiếc rằng Marcel đã chơi hay hơn. Người Bỉ đã chơi chậm lại để nhường thế trận cho đối thủ, nhưng tam sư trong gần 20 cú dứt điểm vẫn không thể nào tìm kiếm được bàn săn bằng tỷ số. Lúc này thầy cửa Nam trong cơn bế tắc đã đưa vào sân những James Maddison, Oli Watkins và Anthony Gordon để tăng cường hỏa lực. Dù trong hơn 15 phút sau đó, tam sư vẫn không thể có được điều mình cần. Nhưng quả thật, phim hay phải chờ đến đoạn kết. Bàn thắng gỡ hòa đã đến với đội tuyển Anh đúng vào những giây cuối cùng với sự góp mặt của chính những cái tên được thay vào sân. Xuất phát từ pha phất bóng cầu may của Pickford, Watkins đã nỗ lực đánh đầu cứu bóng, không đi hết đường biên ngang trước khi Maddison bình tĩnh chuyền ngược ra cho cái tên đã quen với danh xưng đấng cứu thế, đó là Jude Bellingham. Ngôi sao thuộc biên chế Real đã có cú dứt điểm bình tĩnh, lạnh lùng làm tung lưới tuyển Bỉ ngay những giây thi đấu cuối cùng, khiến cầu trường Wembley nổ tung. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỷ số 2-0 kết thúc đầy nghẹt thở. Một màn so kè đầy mãn nhãn đến từng chi tiết giữa tuyển Bỉ và đội tuyển Anh tại sân vận động Wembley huyền thoại. Dù là một trận đấu giao hữu, hai đội bóng đã bung ra những gì tốt nhất của mình và thể hiện sự quyết tâm trong từng đường bóng, tạo nên cuộc thư hùng giàu tính cống hiến, hấp dẫn kịch tính, hội tụ đầy đủ những sai lầm, khoảnh khắc ngôi sao cho đến bàn thắng cuối cùng. Một kết quả hòa có thể xem là vừa ý dành cho cả hai đội khi họ đã chơi rất hay, khiến người xem cảm thấy họ không hề phí tiền và thời gian để theo dõi trận đấu. Huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ còn nhiều việc phải làm sau trận đấu này, nhưng ông có thể mừng thầm vì một vài sự thử nghiệm thành công, trong đó có màn ra mắt ấn tượng của Kobbie Mainoo. Hy vọng tinh thần và chuyên môn của tuyển Anh trong trận đấu này sẽ được tiếp tục thể hiện trong những trận đấu chính thức tại Euro 2024.